Cái không sở hữu ấy chẳng phải là chân thắng nghĩa, chẳng phải thắng nghĩa, tức là pháp hư dối của kẻ ngu. Thiên vương nên biết, đó gọi là Bồ Tát khéo léo, thuyết pháp. Các đại Bồ Tát hành bát nhã, bà làm bật đa sâu xa, dùng năng lực phương tiện đắc vô ngại biện, tùy theo can thánh của mọi người, nên nói bát nhã, bà làm bật đa sâu xa như thế, làm cho các hữu tình đúng như thật ngộ nhập.